Xin chào tất cả mọi người. Ở trong cái bảng liệt kê các cái mẫu phủ định negatio mà tôi viết lên trên bảng đây, thì những cái mẫu mà có khoanh tròn lại, đó là những cái mẫu mà chúng ta đã học trong 3 bài vừa qua. Những cái mẫu còn lại thì tôi đã giải thích là chúng ta để qua một cái trình độ khác, là bởi vì cách dùng của nó hơi cầu kỳ, không có cần thiết bây giờ. Thế các anh chị có thắc mắc là tại sao không gom 3 cái này qua bên này, rồi đưa 3 cái này qua bên này, thì đây là cái phần cần học và đây là cái phần không cần học, chưa cần học. Các anh chị nào thắc mắc như vậy không? Là thưa, bởi vì như thế này, đây là cái ranh giới này. Cái phần này này, hai cái mẫu này cùng với các mẫu kia, khi chia ở một cái thì đơn, một thì đơn là cái động từ chỉ có một từ thôi, chẳng hạn như là chúng ta chia ở present có từ thôi, thì tất cả những mẫu này, vị trí của nó, động từ là nằm ở đây. Khi chia ở thể đơn, thì đơn, các cái tong, sample, thì tất cả các cái formula, các cái mẫu này, vị trí nó nằm ở đây. Nhưng khi chia ở thì kép là như thế nào các anh chị? Là gồm có một bên là auxiliaire và một bên là participase, thì không giống nhau. Cái phần này này, thì người ta để auxiliaire ở đây và participase nằm ra ngoài. Trong khi các cái mẫu này này, thì cả hai phần tử đó, đó auxiliaire và participase, nó nằm ở đây. Để các anh chị sẽ thấy trong cái phần tôi minh họa sau đây. Trước khi trình bày cái phần thứ hai, tức là các cái mẫu phủ định này đi với một cái thì kép, thì tôi xin nói với các anh chị hai điều sau đây. Cái mẫu số 3 này chúng ta học rồi, ne plus là không nữa. Nếu mà xây dựng ở cái thì đơn là présent hay là futur thì chúng ta làm dễ dàng, tôi sẽ không làm nữa hay là tôi không làm nữa. Nhưng mà khi chia ở thì quá khứ nó không có nghĩa lắm, tôi đã không làm nữa thì dường như là ít gặp, do đó tôi bỏ qua cái số 3 này nhé. Và tôi thay bằng cái số 13. Số 13 là một cái trường hợp tương đối cầu kỳ đó, nhưng mà tôi đã đề cập ở trong bài 68 rồi, do đó tôi lấy cái câu này vào luôn để cho các anh chị có thể dùng nhé. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong khi làm những cái câu ví dụ thường thường thì tôi cố gắng đưa vào những cái gì mà nó hơi mới, có những cái từ mới để cho các anh chị học thêm. Nhưng ở đây trong cái phần này tôi luôn luôn làm một cách rất đơn giản để cho các anh chị coi đi coi lại cho nó nhập tâm này. Đó, tôi không làm gì lạ hết để cho các anh chị nhớ. Chứ nếu mà thay đổi nhiều quá thì có lẽ mình cũng học thêm được một ít những cái gì đó. Nhưng mà rồi chỗ này nó rối đi. Điều cốt ý, điều tôi cố ý làm để các anh chị nhớ này. Ở cái phần này chẳng hạn như phần số 1 nhé. Mẫu NOPA này, khi chia ở thì kép, thì một phần nó nằm ở giữa, một phần nó nằm ở ngoài. Phần nằm ở giữa là auxiliaire, phần nằm ở ngoài là cái động từ chính của nó. Cái câu đầu tiên là cái câu bình thường các anh chị này, câu ở present này, je ne vais pas à l'école aujourd'hui, hôm nay tôi không đi học, thì ne pas nằm ở ngoài, động từ aller, vais nằm ở giữa, je ne vais pas à l'école aujourd'hui. Nhưng mà sáng nay hay là hôm qua chỉ ở quá khứ này, từ đây trở xuống đều là thì kép hết, đã này, thì các anh chị thấy là auxiliaire nó nằm ở giữa và cái participase nó nằm ở ngoài. Anh chị thấy rõ ràng phải không ạ? Nopa nó kẹp cái auxiliaire vào giữa. Động từ aller phải chia với être. Thì tôi làm je ne suis pas allé à l'école aujourd'hui. Hôm nay tôi không có đi học. Je ne suis pas allé. Allé là bên ngoài. Tôi đã không mua. Sáng nay tôi đi siêu thị chẳng hạn. Nhưng mà tôi đã không mua gạo, không mua bánh mì. Je n'ai pas acheté. Auxiliaire và động từ acheté nằm ngoài. Tôi đã sáng nay tôi đã không giặt quần áo. Je n'ai pas lavé. Tôi đã không làm, je n'ai pas fait. Tôi đã không làm xong, je n'ai pas fini. Bạn làm xong chưa? Chưa, je n'ai pas fini. Tôi chưa làm xong cái bài tập của tôi. Tôi đã không gửi, je n'ai pas envoyé. Tôi viết xong cái mail mà tôi không có gửi. Tôi chờ phải bổ sung. Ví dụ như vậy. Tôi đã không nghĩ tới chuyện này, động từ penser đi với giấy từ. Je n'ai pas pensé à ça. Bạn nhớ phải làm cái này nhé, bạn nhớ sửa cái gì nhé, bạn nhớ gắn thêm gì nhé. Ồ vậy hả, vậy mà tôi đã không nghĩ tới. Je n'ai pas pensé à ça. Đó là mẫu thứ nhất, số 1, ne pas. Thì các anh chị nhớ cho như vậy. Tới mẫu thứ hai cũng như vậy. Ne pas encore cũng gần giống như trên. Cái ý nghĩa đó, nhưng mà cái công thức là hoàn toàn như vậy. Auxiliaire nằm giữa. Ne pas encore nằm ở hai bên. Và participase nằm ở bên ngoài. Ne pas encore là chưa. Tôi chưa quyết định. Je n'ai pas encore décidé.
Tôi chưa bắt đầu. Je n'ai pas encore commencé. Tôi chưa tìm thấy. Je n'ai pas encore trouvé. Bạn tìm thấy chìa khóa chưa? Non, pas encore. Je n'ai pas encore trouvé. Tôi chưa tìm thấy. Tôi chưa chọn. Je n'ai pas encore choisi. Choisi động từ nhóm 2. Động từ nhóm 2. Je n'ai pas encore fini. Tôi chưa làm xong. Tôi chưa đi tìm. Je n'ai pas encore cherché. Tôi chưa có đi tìm. Tìm cái gì ở trên mạng chẳng hạn. Thưa các anh chị, tôi đưa vào đây hai cái động từ của công nghệ thông tin này. Télécharger là tải xuống đó, download đó. Tôi chưa có tải xuống. Je n'ai pas encore téléchargé. Télé là từ xa, charger là tải. Tải nó có nhiều nghĩa lắm. Tải nghĩa đen là mình chất một cái gì lên vai hay lên một cái xe gì đó, tải lên đó. Còn charger là nạp cũng được. Nạp là nạp điện vào điện thoại. Đây là tải xuống này. Télécharger, tải từ xa. Động từ sauvegarder ở tiếng Anh chúng ta hay dùng là save đó. To save. Tôi chưa có lưu vào. Je n'ai pas encore sauvegardé. Tôi chưa có lưu. Như vậy các anh chị thấy cũng đơn giản phải không? Công thức số 2. Ne pas encore vẫn giống như công thức số 1. Là ne pas. Auxiliaire nằm ở giữa. Và động từ nằm ở bên ngoài. Auxiliaire nằm ở giữa. Qua công thức thứ 3, chúng ta có bỏ cái ne plus đi ha. Ne rien. Ne rien cũng như vậy. Auxiliaire nằm ở giữa và ne đứng trước, rien đứng sau. Ne rien là không gì cả. Các anh chị so sánh với cái câu ở present này. Hiện nay này, je ne mange rien. Hôm nay tôi đang ốm, tôi đang bị sự cố, tôi không ăn gì hết. Je ne mange rien, nói về hiện tại. Bây giờ quá khứ này, từ sáng tới giờ tôi không ăn gì hết. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Từ sáng giờ tôi không ăn gì hết. Je n'ai rien mangé. Câu thứ hai, tôi không mua gì hết. Sáng nay tôi đi chợ, tôi đi siêu thị, tôi không mua gì hết. Bởi vì tất cả đều mắc. Tout est cher. Je n'ai rien acheté. Tout est cher. Tất cả mọi thứ thì đắt. Tôi đã không mua gì cả. Anh ấy đã không đòi hỏi gì hết. Il n'a rien demandé. Không yêu cầu gì hết. Anh ta chấp nhận hết. Hai cái câu này trong văn khẩu ngữ đấy các anh chị. Tu n'as rien compris. Tôi xin lỗi, đây có chữ S. Tu n'as rien compris. Bạn chả hiểu gì cả. Các anh chị thấy đúng là có văn nói không? Mình nói xong rồi anh kia, anh với cái chị kia, chị vẫn cứ là phản bác lại. Chả hiểu gì cả. Mình nói là như thế này này. Tu n'as rien compris. Compris là participe passé của động từ comprendre, là hiểu. Câu này cũng hay dùng trong khẩu ngữ này. Các anh chị, tôi giải thích, tôi nói theo cái giọng mà khẩu ngữ nhé. Je n'ai rien dit. Tôi đã không nói gì hết. Ý như thế nào ạ? Tức là trong một cái câu chuyện bàn thảo qua, nói lại đó. Rồi bên kia họ cứ, đại khái họ cứ tấn công mình. Ôi, tôi đâu có nói gì đâu. Je n'ai rien dit. Tôi đâu có nói gì đâu. Tôi đâu có làm cái gì mà quá đáng phản đối gì lắm đâu. Je n'ai rien dit. Cái câu này đại ý là như vậy các anh chị. Và tới cái mẫu cuối cùng, mẫu số 4, ne jamais, cũng dùng theo cái phương thức vừa về xong, tức là auxiliaire nằm ở giữa và participe passé nằm ở bên ngoài. Tôi kể khùng các anh chị thế. Ne đây này, jamais đây này, auxiliaire nằm giữa và participe passé nằm bên ngoài, utilisé. Tôi đã không bao giờ sử dụng máy tính cả. À xin lỗi, máy in, imprimante là máy in. Je n'ai jamais utilisé une imprimante. Imprimante là máy in. Tôi chưa bao giờ sử dụng hết. Tôi chưa bao giờ ăn cái trứng cá caviar. Tôi đưa vào chữ này cho anh chị học thêm, chắc mọi người đều biết rồi, caviar. Và tôi cũng chưa bao giờ ăn cái món cá hồi hun khói. Saumon là cá hồi, fumé, người ta đốt khói lên, người ta hun khói lên. Je n'ai jamais mangé du caviar, hoặc là je n'ai jamais mangé du saumon fumé. Tôi chưa bao giờ nói tiếng Pháp với một người Pháp cả. Je n'ai jamais parlé français avec un français. Français này là tiếng, là ngôn ngữ. Français này là một người. Như vậy dân tộc thì chúng ta viết hoa. Tôi chưa bao giờ đi tới cái viện bảo tàng này cả. Động từ aller thì đi với verb être. Chúng ta đổi. Ở trên là avoir. Dưới là être. Je ne suis jamais allé à ce musée. Thưa các anh chị, ở đây tôi có mở rộng thêm một chút.
cái cấu trúc phía sau này các anh chị này, ở bên dưới này. Ở trên các anh chị quen rồi nhé, je n'ai jamais. Bây giờ muốn hỏi bạn đã từng ăn cái này chưa? Bạn đã từng nói tiếng Pháp với người Pháp chưa? Bạn đã từng đi tới cái viện bảo tàng này chưa? Thì chúng ta có cái công thức như này. Avez-vous, nếu mà động từ này đi với auxilié avoir thì chúng ta dùng ave. Nếu mà avoir đó, nếu chúng ta động từ này đòi hỏi être thì chúng ta để êtes-vous. Ở đây là động từ voir, chúng ta chưa học. Nhìn thấy. Bạn đã từng nhìn thấy một con rắn chưa? Ở đây tôi viết đơn giản thôi. Chẳng hạn như bạn đã từng nhìn thấy một con voi màu trắng chưa? Con bạch tượng đó. Bạn đã từng thấy con kangaroo chưa? Con hươu cao cổ chưa? Và tôi đây tôi lấy đơn sơ cái con rắn nhé. Avez-vous jamais vu un serpent? Câu này mình hỏi đứa bé thì được, chứ người lớn chắc ai cũng thấy, từng thấy trong đời phải không? Avez-vous jamais vu un serpent? Các anh chị nào mà học tiếng Anh thì thấy nó giống 100% luôn. Avez-vous, have you? Jamais là ever. Tôi cố gắng viết nghiêng cho anh chị thấy, như là đánh nghiêng ở trong vi tính mà tôi viết, có lẽ nó không có đẹp lắm. Vu là participe passé, thì trong tiếng Anh nó là seen. Rồi cái này, avez-vous jamais vu un serpent? Bạn đã từng thấy con rắn chưa? Have you ever seen a snake? Nếu mà rồi, nếu mà chưa thì non jamais. Nếu mà rồi thì oui déjà. Thưa các anh chị, bây giờ tới cái phần thứ hai là cái phần mà quan trọng của bài hôm nay đây này. Thì tất cả những cái mẫu sau đây đều nó thay đổi. Tức là các anh chị thấy nhé, không còn hai cái khung nữa. Cái khung thứ nhất là nơ nằm đây, còn cái person nằm tút đằng sau đây này. Và ở giữa, ở chỗ giữa là cả hai yếu tố auxilia và động từ luôn. Đây này, cái câu này mà nếu ở present chúng ta thấy bình thường ha. Tôi không thấy ai cả. Je ne vois personne, động từ thấy đó. Bây giờ tôi đã không thấy ai cả. Tôi vừa mới ra ngoài đường, ra ngoài cổng không thấy ai hết. Je n'ai vu personne. Các anh chị để ý nhé, hai cái này nằm giữa. Personne ra ngoài, ở đây rõ hơn này. Tôi không gọi ai cả. Je n'ai appelé personne. Ông giám đốc của tôi, ông đi mà không mang theo ai, đi theo ông. Ông đi một mình. Il n'a pris personne avec lui. Tôi giả sử đây là giám đốc nhé. Rồi ông ta đi tới một cái hội chợ để mà tuyển dụng đó. Ông ta không tìm được một ai cả. Il n'a trouvé personne. Ông ta đi tìm một cái người nhân viên mà bây giờ tôi không tìm thấy. Ông ấy đã không kể cái chuyện này cho bất cứ ai cả. Các anh chị thấy động từ raconter, nó đòi hỏi preposition à. Il n'a raconté cette histoire à personne, cho ai cả. Rồi tôi, câu này nó hơi buồn cười, tôi lấy trên mạng hình như là một bài hát này. Em chưa từng yêu ai trước khi gặp anh. Là người này họ nói một cách cái tình yêu ban đầu, tình yêu đầu đời. Je n'ai jamais, je n'ai aimé personne avant toi, ne personne. Cái công thức thứ sáu cũng như vậy. Ne ni ni. Tôi hôm qua tôi đi họp bạn, tôi đã không gặp anh này và cũng không gặp chị này. Ne ni ni. Je n'ai rencontré ni Jean ni Marie. Tôi đã không mua rau, cũng không mua trái cây chẳng hạn, légumes. Je n'ai acheté ni des légumes ni des fruits. Tôi đã không ăn cơm, cũng không ăn bánh mì. Je n'ai mangé ni du riz ni de pain. Xin lỗi, ni de riz. Tôi xin viết lại cho nó rõ. Je n'ai mangé ni de riz ni de pain. Và hai công thức ở bên này cũng theo như vậy. Ne que. Các anh chị thấy nơ cờ là cái chỉ, có ý nghĩa là chỉ ha. Thì cái nơ và cờ nó kẹp cả cái động từ composé vào. Ne mangé. Je n'ai mangé qu'un sandwich. Tôi chỉ ăn một cái bánh mì. Tôi đã chỉ ăn một cái bánh mì sandwich thôi. Tôi đã chỉ uống một ly sữa thôi. Je n'ai bu qu'un verre de lait. Tôi đã chỉ mua rau thôi, không mua thứ gì khác. Je n'ai acheté que des légumes. Nơ cờ. Ở đây nơ ở đây. Và cờ đằng sau. Cái động từ composé nó nằm giữa này các anh chị, auxilia và participase. Và cái công thức cuối cùng, nulle part, tôi có dịp nói ở trong bài 68 đó. Tôi đã không đi đâu hết. Je ne suis allé nulle part, nowhere. Tôi đã không đi đâu hết. Và cuối cùng tôi tìm khắp nơi rồi mà tôi không tìm thấy nơi nào cả. Cái lơ này là một cái gì, đại khái một cái gì món đồ gì. J'ai cherché partout, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Xin chào tất cả các anh chị.